Chào các bạn, trong video số 34 này mình xin giới thiệu đến các bạn ván đấu giữa danh thủ Hà Văn Chiết đã chiến danh thủ Tô Nhật Dương. Ván đấu này nằm trong vòng 2 giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2018. Trong ván đấu này, hai cầm đỏ đi tiên, tôi cầm đen đi hậu. Những công đấu nhau xong mà các bạn theo dõi. Đến đây tôi Nhật Dương đánh quân cờ đầu hàng, Hà Văn Chiết cầm đỏ đi tin giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.